Vâng, xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyễn Võ Audio nhé. Em có bộ dàn của hãng Đờ Lông này. Đấy. Dàn này thì máy là máy MG3 và em đang phối với cặp loa là MA3. Đấy. Máy là MG33 và loa là MA3, tức là nó cùng đời ba với nhau. Đấy. Về công suất thì máy đạt công suất là 55W này, loa là 50 này. Đấy. Tổng hai loa là 100 có nhá. Thoải mái đánh luôn, vừa tầm. Về chức năng thì con này các bác có thể là kết nối với điện thoại này. Đấy. Kết nối điện thoại này. Đấy. Điện thoại rồi kết nối tivi nhá các bác nhá. Kết nối tivi này, điện thoại này. Đấy. Điện thoại thì nó có hai cổng, con này thì nó về AV nhá, cổng AV thì nó sẽ có hai ra hai vào, đấy hai ra hai vào để phục vụ các bác cắm này, hai cổng ra để mình sau này bị có cần làm giải mã thì mình có thể làm giải mã ra luôn được, hoặc có thể làm giải mã song song vào đây được. À, chết giờ xin lỗi các bác, ở đây em lại quên mất, em lại ghép ở cái dây loa với cả con loa kia. Đây bộ của nó thì mình phải đấu như này nhá, tức là đấu với loa của nó đây. Chuẩn nó phải như này. Em vừa rồi em thử máy không? Thế là em lại đấu nhầm với con loa trên. Đấy, của nó là phải như này các bác nhá. Đấy. Còn nó phải đấu như này. Đấy. Cục nó đi với loa như này. Đấy thì như em nói rồi, con này có thể kết nối tivi này, điện thoại máy tính này. Đấy. Phía sau cầu loa có kẹp đây, sau này vị các bác mà cần cắm thêm giải súp thì cắm vào đây. Cần giải trầm thì cắm thêm súp vào đây. Đấy. Nếu cảm thấy mà chưa đủ tiếng trầm. Còn với bộ này em nghĩ là không cần phải thêm trầm đâu, bởi vì nó rất là hay rồi. Nó vừa đủ trầm rồi bát. Tép mọi thứ nó rất là vừa vặn rồi. Thì mình chỉ việc là mang về nghe thôi các bác nhé. Đấy. Những cái dòng này sau này các bác có làm giải mã thì cũng không cần phải mồi nhá. Tức là đây là dòng giải mã không cần mồi, giải mã trực tiếp luôn. Đấy, hay là các bác có thể làm dàn trực tiếp như này. Loa được trang bị đây là bát 13, màng carbon, màng vàng nghệ này và nón cao su rất là xịn. Đây, mời các bác cùng em thưởng thức một đoạn chất âm này. Và sản phẩm này thì có cả chỉnh bát test các bác nhé. Đây là chế độ nhiều bát này, bác là nghe nhiều để về on, nghe ít thì đưa sang off này. Đấy, em thích nghe nhiều bát thì đưa về on này. Nhấn một cái nữa sang bát này, tăng giảm là tùy theo ý thích của mình các bác nhá. Đấy, tăng về dương 10 hoặc giảm về âm 10. Thông thường bát có chữ để cho em tầm cộng nhá, 00 hoặc là cộng 2 hoặc là cộng 4. Đấy, xong rồi tép thì các bác để cộng 6 hoặc cộng 4 cũng được. Đấy, mời các bác cùng em thử thức một đoạn chất âm.
Vâng, đấy thì vừa rồi là các bác nghe cái chất âm của đường điện thoại. Còn các bác mà thích nghe đường quang thì mình sẽ chuyển cho em sang đường quang nhá. Chuyển về chế độ OPT này. Đấy thì ngay lập tức thì sẽ có quang các bác nhá. Đấy. Các bác chuyển về đường quang này. Khi TV của các bác lên nhạc thì mình sẽ chỉnh volume lên là sẽ có nhạc nhá. Đấy. Listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Đấy, nói chung là quang kiếc là nghe rất ok, điện thoại nghe ok. Về kích thước của sản phẩm thì loa ở đây rộng là 16 này, cao là 27 này, và chiều sâu của loa cả căng là 24. Đấy, còn máy thì là rộng là 21 và sâu là 32 tính cả volume, 33 là tính cả volume, và cao là 14. Bát của loa thì là bát 13 các bác nhé, bát 13 đo đúng theo chuẩn của hãng. Về giá của bộ này thì vâng, giá của bộ này là bộ này thì có chỉ bỏ ra mức giá bao nhiêu, có 2 triệu 550 nghìn các bác nhé. Vâng, 2 triệu 550 nghìn cho bộ dàn cho bộ đài lông DMG33. Đấy. 2 triệu 550 nghìn các bác nhé. Vâng. Đấy, có CD MD này thì em có thử điện tại mắt nó kém rồi thì coi như mình bỏ qua hai phần này nhá. Vâng. Xin chào các bác.